Minh và Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh và Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, trôi chảy, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đổi vận phát tài, cực giàu có. Chấn động giới tiên tri, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đúng tháng 1 âm lịch, được các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên hương, thành công rực rỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu nứt két. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau. Ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời thì trong số 12 con giáp, bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất, khôn lường, ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò. Sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo vận trình của bản mệnh có những điểm sáng bất ngờ, do được thần Phật phù trợ, Giáp Dần là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả, đặc biệt là trong tháng 1 âm lịch tới đây, vận trình của tín chủ sẽ như cá gặp nước, phất lên như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang. Cuối năm ăn Tết to nhất làng, đặc biệt nếu bản mệnh tránh được ba điều cấm kỵ này thì cuộc sống sẽ an nhàn, sung sướng từ nay đến cuối đời. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 1 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào, cơ may nào sẽ đến với bản mệnh trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi người đều có màu sắc khác nhau, trải qua nhiều điều thú vị. Ở ngưỡng tuổi trung niên, chúng ta không nên tiết lộ quá nhiều điều cho người xung quanh, tránh rước họa vào thân. Hãy giữ lại một số bí mật cho bản thân, đừng chia sẻ mọi chuyện với người khác dù bạn tin tưởng và thân thiết với người ta. Mỗi người lại có cách sống của riêng mình, có người sung sướng, có người khổ sở. Cổ nhân từng có câu nói, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, để răn dạy chúng ta hãy cẩn thận với lời ăn tiếng nói, càng ở tuổi trung niên. Tuổi xế chiều, chúng ta càng cần chú ý tới cách ăn nói, biết những câu chuyện nào nên chia sẻ, điều gì nên giữ kín trong lòng, nắm được điều này. Cuộc sống của bạn mới có được sự yên bình an nhàn, dưới đây chính là điều người ở tuổi trung niên đã về hưu không nên chia sẻ với người khác. 1. Nói về khoản tiết kiệm và lương hưu. Nhiều người ở độ tuổi trung, niên xế chiều luôn có cảm giác cô đơn và muốn có người tâm sự, trò chuyện. Tuy nhiên, nhiều người lại có thói quen chia sẻ quá nhiều về bản thân mình, nhất là tình hình tài chính, điều này là không nên. Trên thực tế, tiền không phải là tất cả, nhưng con người ta không thể sống mà thiếu đi đồng tiền. Đặc biệt, ở tuổi trung niên hoặc xế chiều, bạn dần mất đi năng lực lao động và vì thế đồng tiền càng đáng trân trọng hơn. Chắc chắn không một ai muốn ăn bám con cái, họ hàng khi họ già yếu, vì vậy nhiều người thường tiết kiệm một khoản đủ để nuôi sống bản thân khi về già. Đồng tiền rất quan trọng,
nhất là lúc chúng ta đau ốm, bệnh tật. Vì thế dù trong hoàn cảnh nào bạn cũng không nên tiết lộ khoản tiết kiệm lương hưu của mình với người khác. Khi người khác biết bạn đang có tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, nếu có gặp khó khăn họ sẽ ngỏ ý vay bạn. Lúc này nếu không cho vay bạn sẽ thấy khó xử. Nhưng nếu đồng ý giúp đỡ bạn sẽ là người khó khăn, thật khó để bạn có thể thu lại số tiền mình đã cho vay nếu như đau ốm đột xuất. Trên thực tế, rất nhiều người đã gặp phải tình trạng mâu thuẫn này nên bạn cần lường trước, đừng đi vào vết xe đổ của nhiều người và nhận lấy thiệt thòi khó xử. 2. Nói về sự bất mãn với con cái. Giữa bố mẹ và con cái rất hay bất đồng quan điểm, thế nhưng điều quan trọng là khi bạn về hưu, già đi, con cái cũng bước vào tuổi trung niên, đây là lúc con bạn rất cần sự tôn trọng từ bạn, chứ không phải những lời trách móc và soi mói. Nếu bạn thấy con có điểm gì chưa đúng, hãy ngồi lại và nói chuyện với con một cách nghiêm túc và nhẹ nhàng. Tuyệt đối đừng thể hiện sự bất mãn với con cái vì dễ khiến sứt mẻ tình cảm, tạo nên khoảng cách lớn giữa các thành viên gia đình với nhau. Mối quan hệ gia đình cũng cần vun vén, duy trì mới có thể tốt đẹp lâu bền. Hãy dành nhiều thời gian cho người thân để thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. 3. Nói về một người mình không thể quên. Khi có tuổi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn và nhu cầu tâm sự cũng tăng lên. Lúc này rất có thể ta sẽ nhớ tới những người mình không thể quên trong đời. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ quá khứ là quá khứ, hiện tại đã diễn ra và không nên nhắc thêm về những người cũ. Có thể những chia sẻ của bạn sẽ khiến người xung quanh tổn thương và phải suy nghĩ. Nên tốt nhất hãy giữ điều ấy trong lòng. Sống hết mình với thực tại và hướng tới tương lai là lời khuyên tốt nhất cho bạn. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Trời sinh người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, ưa hành hiệp trượng nghĩa, thường tưởng tượng mình là một đấng anh hùng, đôi lúc hơi ảo tưởng, phần lớn họ làm nghề liên quan đến bảo vệ cộng đồng. Cũng có người trở thành bộ đội biên phòng canh gác nơi biên ải, là người mơ mộng, hay nghĩ ngợi những chuyện vền vông, năng lực làm việc bình thường, song lại thích thể hiện, nên thường nhận thất bại cay đắng. Tính cách người tuổi Dần ngay thẳng, phóng khoáng, có trái tim lương thiện và thuần khiết hiếm có. Họ hầu như không bao giờ nói dối hay che giấu cảm xúc của bản thân. Đây là mẫu người lạc quan bẩm sinh, có cái tôi vô cùng lớn. Khi hành động họ chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Vì thế, đôi lúc cũng gây mâu thuẫn bất đồng, cảm xúc không ổn định là điểm yếu lớn nhất của họ. Với những người bạn mới quen, họ thường cảm thấy rất thân thuộc, chỉ hận không kết bạn sớm hơn. Song chỉ vài ngày sau, cảm xúc của họ dần đi xuống và mau chóng chuyển sự quan tâm của mình sang những người bạn mới hơn. Chính vì thế mà tuy có nhiều bạn bè, nhưng số người thân thiết và thực sự là tri kỷ vô cùng ít ỏi. Người tuổi Dần là những người ưa mạo hiểm, dũng cảm, hay giúp đỡ người khác. Họ có thể vì chính nghĩa là không màng đến thân mình, không ngại hy sinh lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, có lúc lại thiếu cẩn trọng, không suy nghĩ kỹ càng nên dẫn đến thất bại. Họ coi trọng danh dự, là người thanh cao, không sợ chịu thiệt thòi. Có lúc họ biết rõ mình đang chịu thiệt, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng, không màng đến ánh mắt của người khác, kiên trì với con đường mình đã chọn. Cũng chính vì tính cách sĩ diện nên họ hay bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, nếu không sớm sửa đổi thì kết cục sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Những người này có phần ham hư vinh, thích đứng ở vị trí nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác. Họ sẵn sàng làm những việc ít người dám làm, như đứng ở nơi công cộng đông người qua lại tặng hoa tỏ tình. Họ chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đấy là hành động lãng mạn thể hiện tình cảm của mình mà không suy nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Khi đã xác định được đối tượng yêu đương, họ sẽ hừng hực khí thế và quyết tâm theo đuổi, một lòng một dạ hướng về người ấy. Thậm chí, họ có thể từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ công việc, không quan tâm đến sự phản đối của người thân và gia đình. Nhưng vốn là người hay thay đổi, nên ngọn lửa nhiệt tình của họ có thể lụi tắt bất cứ lúc nào, chẳng những làm tổn thương người khác mà còn phá hủy hình tượng của bản thân. Ngay cả khi đã kết hôn, họ cũng có thể thay đổi, tình yêu sét đánh ngày nào có thể biến mất ngay trong chớp mắt. Đó là những người suy nghĩ cẩn mật, hành động thận trọng, kiên trì và có nghị lực. Chỉ có kết đôi với những người như vậy mới có thể bù đắp cho những khuyết điểm của người nhóm này, nhờ đó phát huy được sức mạnh một cách hiệu quả nhất. Chỉ cần cố gắng, nỗ lực không ngừng, kiên trì giữ vững lập trường, thì tình yêu trải qua năm tháng cũng sẽ trở nên rất ngọt ngào, cuộc sống sau hôn nhân của hòa hợp và hạnh phúc. Có người sau đó sẽ tiếp tục theo đuổi sự lãng mạn trong cuộc sống, có người lại thích sống bình lặng, an nhàn, có người quay ra theo đuổi công việc và phát triển sự nghiệp. Những con hổ có tính cách thẳng thắn, chính trực, tâm địa hiền lành, rộng rãi thoải mái không bao giờ biết che giấu cảm xúc bản thân, cũng không thích giấu chuyện đau buồn trong lòng. Sống lạc quan vui vẻ, họ là người cực kỳ tự tin, cũng rất có chính kiến, thích dùng sự vui vẻ lạc quan của mình để truyền cho người khác. Chính vì thế mà nhiều người thích kết bạn với họ.
bản thân họ cũng rất sẵn lòng mở rộng các mối quan hệ. Họ quen biết rất nhiều người, thường lợi dụng các mối quan hệ xã giao đó để khiến cho cuộc sống thuận tiện, thoải mái hơn. Những người này có tinh thần hào hiệp trượng nghĩa, coi trọng danh dự, đề cao đạo đức, bản thân họ sống ngay thẳng, luôn tin và làm theo tín ngưỡng của mình. Thậm chí coi trọng danh dự hơn mạng sống, họ không thể nhẫn nhịn trước những hành động xấu xa đang diễn ra ngay trước mắt, vì thế thường ra tay cứu giúp mọi người, đòi lại công bằng cho kẻ yếu. Họ cũng có tham vọng thể hiện bản thân, thích sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, cũng rất biết cách tạo ra những hoàn cảnh để bản thân có dịp thể hiện khả năng. Đồng nghiệp thường rất ủng hộ những chuyện vui vẻ bất ngờ mà họ làm ra. Ngoài ra, những người này có khả năng hành động rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát, ít khi bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, quyết làm cho đến cùng, chưa hoàn thành thì chưa bỏ cuộc. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch thấy rằng bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu, nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh ảnh hưởng, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn. Tháng này sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên bản mệnh còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị. Vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này thì tình cảm dễ rạn nứt, lạnh nhạt. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch. Rất tiếc là sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần chưa có những bước tiến đáng kể trong tháng khởi đầu của năm mới 2024 âm lịch này. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên để kết quả hoặc hiệu suất công việc bị thụt lùi. Nguyệt lệnh lâm bệnh mang lại nhiều tác động không mong muốn cho bản mệnh, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế, dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ, không có ý định nhận lời khen thưởng hoặc đề bạt của cấp trên. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân thay đổi lối suy nghĩ hiện tại, nếu không bạn không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Thái tuế và âm sát là hai hung tinh, đồng thời xuất hiện càng là lời nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng hơn trong công việc, nếu không dễ phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này, dù bạn có làm ngơ thì chưa chắc đã được bỏ qua, những kẻ đó có thể tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Do vậy, bạn cần đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh, không nên quá cả tin, cũng không nên hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Xét phương diện tài lộc tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trong tháng 1 khởi đầu năm mới tình hình tài chính của người tuổi Giáp Dần cũng không có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Bạn không có tinh thần cố gắng phấn đấu, lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ốm yếu, nên tiền bạc không những không tăng mà còn có thể suy giảm. Người làm ăn kinh doanh cần tự tìm ra động lực phát triển cho mình, không thể mãi đi theo một lối mòn đã vạch sẵn. Hãy học hỏi kinh nghiệm của mọi người xung quanh, không ngại tham khảo cách làm của đối thủ, cạnh tranh để có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Đừng chủ quan cho dù đó là những mối làm ăn nhỏ hay đối tác là những người mình đã biết từ trước đi nữa. Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ được phân công để hoàn thành cho tốt, tránh để xảy ra lỗi lầm. Vừa tốn thời gian giải quyết lại vừa có thể sẽ phải tốn tiền để giải quyết lỗi sai do mình gây ra. Vấn đề sức khỏe có thể cũng sẽ khiến bản mệnh tốn một khoản chi phí để thuốc men, điều trị để có thể tiết kiệm được khoản tiền này. Thì bạn nên nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, điều trị khi còn sớm để tránh tình trạng bệnh kéo dài, khiến tiền bạc hao tổn ngày càng nhiều.
Xét phương diện tình duyên tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch nhận thấy, con giáp này cũng khó có cơ hội được đón những tin vui tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ vấn đề phần nhiều nằm ở chính bản thân bạn, bạn không muốn mở lòng cho mọi người xung quanh, cũng như những người thân thiết nhất. Người độc thân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cho rằng việc yêu đương vừa phiền phức vừa tốn thời gian. Vì thế, bạn thường tìm cách để đẩy những người thật lòng với mình ra xa. Dù có được người thân quen giới thiệu cho đối tượng, bạn cũng tìm cách để chối từ các buổi gặp gỡ. Người đã lập gia đình thường hay giận hờn vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ngoài ra, áp lực về công việc và kinh tế cũng khiến bạn trở nên mệt mỏi và nóng nảy hơn. Do đó, bạn thường không có đủ lòng kiên nhẫn để trò chuyện tâm sự với nửa kia. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải nhớ đừng trút những cơn giận của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ vợ chồng trở nên xa cách và dần dần lạnh nhạt với nhau hơn. Âm sát hung tinh xuất hiện cũng là dấu hiệu cảnh báo kẻ thứ ba có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người. Vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện với nhau, chớ nên chỉ lo chuyện của bản thân mình hoặc tìm niềm an ủi ở bên ngoài. Hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có, đừng để đến khi mất rồi mới cảm thấy hối hận. Xét phương diện sức khỏe tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tháng 1 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Dần không được tốt do phải chịu tác động lớn của nguyệt lệnh lâm bệnh. Bạn thường xuyên phải vất vả, bôn ba, khiến cơ thể suy nhược. Một số người cảm thấy mệt mỏi, lười vận động khiến sức đề kháng càng dễ suy giảm. Tuy bệnh tật mắc phải trong thời điểm này không nặng lắm, nhưng dễ kéo dài. Bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt điều độ, ăn uống khoa học hơn, chú ý dành thời gian rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là suy nghĩ tích cực để tinh thần luôn được nhẹ nhàng, thoải mái khi có những chuyện không như ý muốn xảy ra. Bạn chớ nên bi quan, hãy tìm người thích hợp để tâm sự và tháo gỡ những vướng mắc trong lòng. Khi suy nghĩ được nhẹ nhõm, bạn cũng sẽ cảm thấy mình được khỏe khoắn vui tươi hơn. Thái tuế hung tinh cảnh báo bản mệnh cần cẩn thận khi di chuyển ngoài đường hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc gây hao tổn sức khỏe. Bạn không nên cố gắng làm việc khi đang mệt mỏi, tốt nhất nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần này của người tuổi Giáp Dần nhiều điểm không như ý, cần phải đặc biệt chú ý, cẩn trọng từng bước. Trong quan hệ với mọi người xung quanh gặp thất sát là cực hung, chẳng những tranh cãi đấu khẩu, mà còn nóng nảy bộc phát dẫn tới xô xát đánh nhau gây tổn hại tới sức khỏe, dính líu tới pháp luật, thực sự là phiền phức lớn. Bản mệnh cần khống chế tâm tình, học nhẫn nhịn và bao dung lượng thứ. Đừng tranh chấp hơn thiệt với người khác, nếu xảy ra sự cố thì người thua thiệt đầu tiên chính là bạn, chứ không phải ai khác, ảnh hưởng cực lớn tới sự nghiệp cũng như uy tín, khó mà thu hồi lại được. Tài lộc cũng theo đó mà tiêu hao đi không ít, tiểu hao nhắc nhở các khoản tiêu vô tội vạ sẽ làm bạn rỗng túi nhanh chóng để tránh những điều không hay. Đồng thời tập trung vào công việc, ổn định thu nhập thì người tuổi Giáp Dần nên chọn vật phẩm phong thủy trừ tà hóa sát bảo hộ bình an để mang theo bên người. Gia đình ấm áp với lời khuyên giải của quý nhân Thái Âm là chỗ dựa lớn về tinh thần mà con giáp này có thể dựa dẫm. Hãy tâm sự, chia sẻ với người thân, xin trợ giúp từ những người lớn tuổi trong tình huống khó khăn, chứ đừng vội vàng tự đưa ra quyết định. Sự từng trải và kinh nghiệm của họ sẽ phần nào đỡ đần bạn thoát khỏi sự cố rắc rối. Quý nhân Thân, Tuất, tiểu nhân Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn đen, xanh da trời. Con số phát tài 89, 45, 21. Xem tử vi tuần 2 tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần mới của 12 con giáp nhắc nhở người tuổi Giáp Dần có bạch hổ, phải đề phòng tai nạn, tai ương. Người làm việc ngoài trời, làm việc ở công xưởng, công trường xây dựng, nhà máy sản xuất đều phải chú ý an toàn lao động, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ để bảo vệ bản thân khi phát sinh tình huống không may. Sự nghiệp phát triển đều đặn, tài chính hanh thông nhờ thiên ấn trợ lực, ngoài khả năng vốn có bạn được hậu thuẫn nhờ các mối quan hệ của người thân. Tự nhiên sức cạnh tranh cũng mạnh hơn những người khác, hãy tận dụng thật tốt ưu thế này để hoàn thiện kỹ năng và tạo dựng cho mình chỗ đứng tốt nhất có thể. Lưu ý về tiểu nhân quấy phá, thị phi quấy rầy khi xuất hiện thương quan, điều này là không tránh khỏi khi mà bạn có xuất phát điểm cao hơn, thì số người ghen tị cũng nhiều hơn, nỗ lực bằng hành động, chứ đừng để tâm tới những lời nói khó ngay sau lưng, chỗ của họ luôn là phía sau bạn mà thôi. Đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm, vun vén các mối quan hệ cá nhân, hẹn hò người yêu, chăm sóc bạn đời, chu toàn gia đình đều phải đầy đủ. Đó không những là trách nhiệm mà còn là niềm vui giúp tuổi Giáp Dần thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng.
sau những bộn bề bon chen bên ngoài. Quý nhân, Thìn, Ngọ, tiểu nhân, Thân, Hợi, màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu, con số phát tài 78, 54, 23. Xem tử vi tuần 3 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Giáp Dần không tệ, có một vài điểm còn phải cẩn trọng, nhưng nhìn chung vẫn thấy tín hiệu thay đổi tích cực trong công việc. Bạn là người nhiệt tình và trách nhiệm, nhưng còn thiếu sáng tạo, nên bổ sung phương diện này để đạt thành tích cao hơn. Khó khăn nhất với bản mệnh chính là tài chính. Dù kiếm được không ít, nhưng đại hao làm cho các khoản thu chi mất cân bằng, có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức cho phép. Lúc này vay mượn là phương án duy nhất, nhưng đừng mượn quá nhiều, sẽ thành gánh nặng rất lớn khiến bạn tuyệt vọng. An ủi là đời sống tình cảm của con giáp này vô cùng tốt, có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong lúc sóng gió mới thấy chân tình, khoảng thời gian này sẽ để người tuổi Giáp Dần trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng trân trọng những người bạn đích thực cùng tình thân ấm áp mà mình đang có. Không nên quanh quẩn trong những không gian quen thuộc, hãy thay đổi không khí bằng cách dạo chơi, chẳng cần du lịch xa xôi đâu, thử đi là bằng con đường khác. Đổi địa điểm hẹn hò, thử tới một nơi mà bạn chưa từng ghé qua, ăn tối ở một quán mới mở, mọi thứ tuy lạ lẫm nhưng thú vị lắm đấy. Quý nhân, Thân, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Hợi, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số phát tài 67, 23, 09. Xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch. Tuần này người tuổi Giáp Dần đối diện với thiên hình, điềm tai nạn rất rõ, nhưng may mắn là sức mạnh không quá lớn nên chỉ là sự cố nhỏ, như vấp ngã, va chạm nhẹ, xước sát chân tay, dẫu vậy bạn cũng đừng chủ quan, làm gì cũng thật để phòng tránh thương tổn. Trong tuần cơ hội việc làm của con giáp này không nhiều, không có lực đẩy từ bên ngoài mà nội lực cũng yếu nên tốt nhất là an phận thủ thường, hoàn thành hết trách nhiệm được giao, tỉ mỉ cần mẫn, nếu muốn thay đổi thì hãy âm thầm học hỏi cho rồi kiến thức cũng như kỹ năng để thời cơ tới sẽ hành động thật nhanh. Nóng vội muốn tiến hành đầu tư, phát triển dự án thì tuổi Giáp Dần sẽ gặp thất bại nặng nề và có lẽ cú sốc này làm bạn không thể vực dậy trong thời gian ngắn. Cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có thì không nên cố chấp, cứ bình tĩnh chờ đợi ắt có lúc trở mình. Điều bạn có thể làm lúc này chính là nhẫn nhịn và tự chuẩn bị thật tốt. Tình cảm chẳng có gì đáng kể, với người độc thân nên duy trì các hoạt động cá nhân và chăm sóc tới chính mình, mong chờ có ai đó làm thay thì chỉ thất vọng mà thôi. Người đã có đôi hãy thận trọng khi hành xử, phút vô tâm bất chợt có thể làm đôi bên chán trường và nảy sinh xung đột không đáng có. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu, con số phát tài 89, 34, 21. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, nhưng ai cũng mong mình sẽ có những ngày cát lành tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024,
Ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra, vì thế, muốn níu kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận, có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo, cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới, rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng, cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây? Một lát sau, cao tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm gì được đâu, cao tăng lại rời đi. Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi. Bởi vì không gì đáng để tức giận, cao tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không? Xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu, chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất, năm tháng ngắn ngủi như thế. Những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa. Không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là, thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1 đến 2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết, bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi, thường xuyên chịu sự tức giận của người khác,
gọi là người hầu, thông thường sống 50 đến 60 tuổi, thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi, thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi, bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi, vừa không tức giận người khác mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.